Lexus luôn là tượng đài về sự đẳng cấp và được mệnh danh là ông hoàng giữ giá tại thị trường Việt Nam. Xin giới thiệu với quý anh chị Lexus RX450H, sản xuất năm 2010 với phiên bản cao cấp nhất và được trang bị hắt kính HUD. Xe mang ngoại thất màu vàng cát, nội thất bên trong màu kem, đã thay pin mới với chi phí không hề nhỏ, độ cảng trước lên form 2015, dàn lốp Michelin mới thay và màn hình thông minh kích thước lớn. Về khả năng vận hành và tăng tốc, xe mang khối động cơ xăng V6 3.5 lít và mô men xoắn cực đại tại 317 Nm kết hợp với hai khối động cơ điện ở trục trước và sau, cho tổng công suất khoảng 295 mã lực, sử dụng hộp số vô cấp điện tử và hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian, pin mới thay chuẩn hãng, hoạt động cực kỳ hoàn hảo nên mức tiêu hao nhiên liệu của xe chỉ tầm khoảng 5 lít xăng trên 100 km và việc sử dụng khối động cơ hybrid cũng hoàn toàn giảm lượng khí thải phát ra. Bên trong khoang nội thất cực kỳ rộng rãi và tiện nghi, ghế được bọc da cao cấp mang lại sự thoải mái và mềm mại, được xử lý để tăng độ bền và dễ dàng vệ sinh. Phần ghế lái và ghế phụ phía trước trang bị điều chỉnh ghế điện và có sấy sưởi làm mát ghế, và bên trong khoang nội thất được sử dụng các vật liệu cao cấp như gỗ thật, da thật và kim loại cao cấp, tạo được sự sang trọng và tinh tế, được gia công bằng các đường may tỉ mỉ, có hệ thống đèn led chiếu sáng nội thất và đèn đọc sách riêng biệt cho hàng ghế trước và sau, hệ thống điều hòa đa vùng độc lập. Về hệ thống loa, sử dụng lên tới 15 loa McLevision nổi tiếng với chất lượng âm thanh vượt trội. Về phần yên ngựa, trang bị trackpad và các phím media, phía dưới có gài cầu, khóa cầu, điều chỉnh sấy sưởi và làm mát ghế. Xe cũng được trang bị cửa sổ nóc chỉnh điện, toàn bộ các chi tiết kính bên trong xe đều là kính cách âm rất tốt. Về phần đuôi xe được trang bị đèn hậu full led, bô đôi kép mạ chrome, cốp chỉnh điện và khoang cốp cực kỳ rộng rãi, có lốp dự phòng mới nguyên. Và để kỹ hơn thì xin mời quý chị sẽ xuống phần gầm để kiểm tra về chất lượng của xe, một trong những điều mà rất ít showroom nào bán xe dám công khai. Và tiếp theo đây, bác Phúc sẽ hỗ trợ tư vấn phần gầm cho quý chị. Các kênh khác quay thì không bao giờ quay có bác cái phần gầm, đúng không? Thì tôi khẳng định cái phần gầm là phần quan trọng nhất, bởi vì khung gầm máy móc nó làm toàn bộ bên dưới, thì chúng ta xem nó bị va chạm hay không, mục mọt hay không, máy bổ máy dài hay không, thì các bác đã bỏ qua. Thì đây, chiếc xe chất lượng hay không thì va chạm hay không, các bác nhìn là từ cái tấm nhựa đầu này, nó không bao giờ bị gãy vỡ này, cái rất dễ bị tổn thương khi va chạm này. À, những cái răng này đây các bác nhé, răng này đấy, chuẩn nhá, đây nhá, này chuẩn này, đây này đấy, thì nó không bị va chạm đấy, rất dễ thôi nhá. Cái thứ hai, đây là phần đầu, ok rồi thì chúng ta đi vào phần máy. Máy zin hay không thì các bác nhìn này, trước hết là khô ráo đã. Cái thứ hai là từng con ốc là không bị tháo vặn, từ cái chi tiết nhỏ này, gioăng keo này, zin này, gioăng đỏ zin này, từ cái dấu sơn này, từ cái dấu sơn của nhà máy này còn nguyên hết nhé, đây nhá. Đấy, đương nhiên cái phần gầm thì nó sẽ hơi mất cảm tình bởi vì nó hơi bẩn các bác nhé, hơi bẩn đây nhá. Và tôi sẽ quay ngược lại ở bên này để các bác thấy từng con ốc là nguyên về sơn này. Tất cả ốc zin này, zin hết này. Thì con máy nó mới chất lượng, không bị bổ, không sợ bị ngập nước nhá. Và đây, khi quay đây, cái gioăng này là dễ nhìn nhất này, gioăng đỏ này. Những cái ốc này, từ cái dấu sơn của nhà máy nó còn nguyên này. Đây này, đấy. Máy nó mới chất như thế này nhá. Cái hai đây này, cắt te này, keo zin nhá. Đấy, cái keo này, mỏng tang này, zin nhá. Đấy, từ keo là zin nhá, các bác nhá. Đấy, được chưa? Đấy, từ cái đáy cắt te này, không bị méo bẹp thì không bị va chạm gì. Đây, nhìn cái máy này, chất chưa? Quan trọng nhất cái trái tim này là cái máy này, con này nó quá chất rồi. Càng đỡ máy này, zin hết này. Đây này, những cái đầu này, càng răng đầu này. Đấy, đây này, các bác nhìn này. Đấy, đương nhiên là phần gầm thì nó sẽ hơi mất cảm tình, con này hai cầu. Đấy, hai cầu nhá. Đây này, những cái tem cầu là còn này. Đấy, từ con ốc giảm sóc này, củ phanh này. Đấy, được chưa? Máy này, nhìn phê chưa các bác? Từ cái tấm nhựa này, bảo vệ dưới này, cũng còn zin luôn, không gãy vỡ gì nhé. Đây, gầm đây các bác nhìn này, tất cả cái nhựa bảo vệ gầm nó còn nguyên zin nguyên bản, không có cọ quẹt gãy vỡ, có nghĩa là nó không bao giờ bị chạm gầm. Đấy, không bao giờ bị chạm gầm đây nhá các bác này, chuẩn chưa? Đấy, ba bô lê em cho các bác xem, cái ba bô lê phẳng căng này, từ cái đinh bấm này, đây nhá, tôn sắt thép này còn sáng choang luôn, được chưa? Đấy, đây nhá, thì cái xe không bao giờ sợ bị va chạm, kể cả từ bên cạnh vào đây này, cái ngoàm còn zin của nó này. Đây là ba bô lê này, cái tôn này thì nó còn trắng tinh này. Đây em kỳ đi cho các bác này xem này, thì nó sẽ trắng tinh này. Đấy, được chưa? Đấy, nó còn rất mới đúng không? Đấy, bô này, đấy đấy, đây này, hệ thống treo giảm sóc này, nguyên bản theo xe này, đây các bác này. Đấy, và đằng sau đây cái hệ thống cầu sau này, nó nguyên bản hết nhá. Này, từ con ốc này, đây à, con ốc này, đây thì nó bẩn tí thôi. À, gioăng keo này, đấy, cái hệ thống cầu sau này, đó,
vào đây nữa. Thì ở đây là cái đầu sassi này, cái đầu sassi này với cái răng này, thậm chí cái tấm xốp kia nó còn nguyên bản cơ. Thì các bác yên tâm không sợ bị va chạm nhé, không sợ bị va chạm nhé, đúng không ạ? Cái ô tô từ trong sâu kia là chuẩn nhé, các bác nhìn cho em nhé. Còn bên này thì nó kín mất rồi, bên này nó kín rồi, nó kín hết rồi. Thì cái ô tô trong sâu kia là chuẩn nhé, các bác nhìn này. Đấy. Thì con này các bác xem như thế này thì đã đảm bảo hoàn toàn được một chiếc xe qua sử dụng rồi. Đấy, và chất lượng thì các bác đã hiểu rõ về nó rồi, đúng không ạ? Ở xa không mất thời gian, các bác nhá, không mất thời gian. Đấy, khẳng định tiền nào của ấy thì những con xe như thế này là rất hiếm. Vâng, thank you tất cả mọi người.